Chào các bác nhé, hôm nay mình quay cho các bác tham khảo qua chiếc Ford 2060 này. Thấy nhiều anh em yêu cầu quá, nay mình đang đi Di Linh Lâm Đồng, mình tiện mình giới thiệu con cho các bác xem luôn. Mình bên Lâm Đồng anh em dùng dòng này nhiều lắm. Mình kênh mấy cây bạn nhân đông nhá. Các bác xem thì nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh cho em nha. Cái dòng Ford này bên anh em dùng khá nhiều này, mình đang ở bãi chỗ anh Biên. Bãi của anh ấy nhiều lắm, cái dòng này vừa nãy ở bãi ở bên trong cơ, nhưng mà bây giờ mình đi ra ngoài đây rồi, mình thấy con xe này ở ngoài, mình quay ngoài đây thôi. Dòng Ford nhìn con này đẹp lắm này. Con này là của dân, họ đang bỏ đây, họ để sửa, mình không biết sửa cái gì nữa. Lốp trước của nó 818 nha. Nhìn con này đẹp lắm. Nhìn cái dòng máy của nó thấy thích này. Anh em ở bên Lâm Đồng rất thích cái dòng, chuộng cái dòng này này. Đấy bảo chạy ok lắm, nhưng mà cái dòng này mình lại không thích nó, cái cầu nó chỉ xài cái cầu này, mình lại không thích cái kiểu cầu này. Kể một cầu mà nó xài cầu đứng cái thì hay hơn, xài cái loại cầu này thì mình lại không thích. Nhưng mà quay cho anh em tham khảo qua xe này thôi, chiếc nó còn đẹp lắm. Chiếc này mình nhìn nó mới có chạy có hơn 800 giờ thôi, thôi nhìn nó đẹp thì thôi rồi luôn á. Này do để bẩn này, đất này bên này toàn đất đỏ. Được cái cầu trước của nó cũng ok đấy. Máy con này nhìn đẹp lắm. Độ cục lốc hơi nên xịt luôn cho thành máu luôn. Xe đẹp thì miễn bàn luôn. Lốp sau của nó là 12/4/28. Đây, độ bình hơi xài hai bình hơi luôn, một bình hơi ở đầu, một bình hơi sau móc thì phải, không biết có xài bình hơi sau móc không. À có, đây có xài bình hơi sau móc rồi. Đây là sử dụng cầu này, là cầu cầu IFA này. Đẹp lắm. Đây xem nó chạy kìa, há chưa. Úi xa. Mút ga luôn ạ, sướng thật. Em có thấy con 2003 mới chạy qua không? Đây con 2002 này. Nhìn con này đẹp lắm. Nói nhá, vừa xong mình có điện thoại. Nên mình cho các bác tham khảo trên xe luôn. Xe nhìn đẹp lắm. Có sới đó này, 1234 này. Con này chạy mới hơn có 900 giờ thôi này. Tăng nhanh tăng chậm của nó đây. Còn tăng chạy đây. Đây cũng có sơ tăng nhanh tăng chậm nữa này. Tăng rùa thỏ. Con này là cái câu trước này. Ở đây hầu như toàn bộ vậy, đây là anh em thấy không? À, đây có con 28 này. Hầu như toàn bộ vậy hết. Shibura đây nhiều lắm. Thủ của lại có con Shibura mà nó chạy con lướt qua đời nhau mà thích thật. Nhìn đã. Anh ơi, xe này mình đề lên thử. Xe đang tháo bình rồi, thôi mình sẽ chia sẻ cho anh em tham khảo sơ có vậy thôi. Tại nhiều anh em hỏi về cái dòng này mà mình chưa gặp, bây giờ nay mình mới gặp này. Chào các bác nhé. Các bác xem thì nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh cho em nha.